Ban luôn nhá Taco, ai xách dốc ban luôn, không 300 giây gì cả. Ban luôn, không cần nặng, không cần nhẹ tay em ạ. Những cái dốc kiểu người tốt ấy thì thôi cũng được, tại vì cái này nó là kiểu, tại vì người tốt nó thế, người tốt thì tôi thấy tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà những cái sách dốc khác thì hôm nay Taco cứ ban thẳng cho chị luôn nhá, không cần 13 giây thì đâu, ban thẳng luôn, không cần warning gì cả. Ban luôn nhá. Đọc luật và ứng xử văn minh ở trong kênh tôi là cách duy nhất bạn được ở trong kênh tôi lâu. Ok. Còn những cái người sách dốc và bất lịch sự tôi nghĩ là tôi cũng không cần phải chào đón họ đâu nha. Taco cũng thấy người nào sách dốc thì em ban luôn được, không cần thiết. Cái trò đùa duy nhất mà tôi chấp nhận là cái dốc người tốt. Còn không là tôi không chấp nhận bất cứ một cái suy dốc nào khác. Thế rồi nha. Tôi gọi là khoán nốt một lần cuối cùng, xây dốc bằng bài nha. Ok mọi người.